Thì hôm nay mình sẽ làm nàng tiên cá. Lần trước thì mình cũng đã làm một nàng tiên cá, nhưng mà cái đó dạng như kiểu nó không có được hoàn hảo như mình muốn. Như lần này mình muốn đầu tư về đuôi của nàng tiên cá nó đẹp hơn một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dán cái phần tròng mắt này vào phía bên trong, phía bên cái lòng mắt. Dán luôn ngay chính giữa. Bây giờ thì mình sẽ làm cái đường xung quanh của mắt. Mình sẽ nhúng cái sợi chỉ đen vào bên trong keo này. Bây giờ mình sẽ, khi mà cái sợi chỉ đen nó đã dính keo, mình sẽ quấn vòng quanh cái trong mắt. Đây là cái đuôi cá mà mình đã. Mình sẽ mai cái gương mặt này vào cái mái tóc. Tiếp theo là trang sức cho nàng tiên cá.
Nên là mình sẽ mai cái gương mặt này lại với nhau. Cuối cùng mình sẽ làm mai tóc vào, cố định nó bằng cái kim cúc nha, dễ may. May ở phía trên này thôi. Please stay and subscribe my channel if you are enjoying my video. Thank you for watching.